chơi bắt cua. Bởi vì mình nghe nói là ở gần đây có một hồ nước rất là to, có rất là nhiều cua biển. Thế nhưng mà mấy con cua biển đấy lại nhảy lộn xộn ra, bò đi hết chỗ khác rồi. À, đi bò đi khắp mọi nơi rồi đúng nhỉ? Và bây giờ Ngọc Ruby sẽ chơi trò chơi là đi truy tìm những chú cua này đúng không? Wow, thế khi đi thì đi truy tìm cua thì hai bạn này còn chuẩn bị những cái đồ gì thế này? Súng. Bởi vì nếu không chuẩn bị súng thì bắt nó sẽ cắt nó. À thế à? Thế Ngọc Ruby hãy giới thiệu cái bộ súng cho các bạn nhìn thế nào? À, cái bộ súng này là bộ súng mà Ngọc Ruby và Thanh Băng đã giới thiệu trong video trước cho các bạn xem rồi đấy. Bây giờ là Thanh Băng và Ngọc Ruby sẽ cầm Thanh Băng và Ngọc Ruby sẽ cầm những cây súng này đi để hạ gục những chú cua, sau đó mới bắt về nhé các bạn nha. Chúng ta cùng chơi. Nào, Ngọc Ruby rồi, Thanh Băng rồi. Thấy cua chưa? Một chú cua khổng lồ quá. Chú cua này chắc là bị lạc từ lâu rồi. Ngọc Ruby đã bắn chú cua vào lưng rồi. Và chú cua hình như vẫn chưa chết Thanh Băng ạ. Thế bây giờ con làm thế nào để bắn chú cua nhỉ? Thế là chú cua đã ra đi rồi. Mà chắc là chưa chết hẳn đâu các bạn ạ. Chú cua này vẫn còn ngốc ngoái nên là nhưng mà đã yếu hơn rồi. Bây giờ Ngọc Ruby sẽ bắt chú cua này nhá. Ngọc Ruby ơi, hãy cẩn thận nhá. Ngọc Ruby đang bắt chú cua vào cho lên xe để trở về phao. Chú lại xuống rồi, lại phải nhờ Thanh Băng bắt vậy. Đúng rồi, bây giờ Thanh Băng và Ngọc Ruby sẽ phải chở. Chú cua này cứ leo xuống bây giờ. Thanh Băng sẽ cho lên xe, sau đó một bạn kéo xe đi. Thế là chú cua này không chạy được nữa, đúng không? Nè, con cẩn thận nhá, cầm cẩn thận, chú đã bị bắn súng vào rồi. Đã bị bắn súng vào rồi, nhưng chắc chắn là chú đã yếu đi rồi. Bây giờ Thanh Băng sẽ hơi giữ để Ngọc Ruby trở về phao để sống ở đấy. Lúc nào Ngọc Ruby và Thanh Băng sẽ luộc lên để ăn nha các bạn nha. Bạn ơi, Ngọc Ruby và Thanh Băng đã trở đến rồi. Và bây giờ Ngọc Ruby và Thanh Băng thả chú cua vào đây. Chú cua đã rơi vào kia rồi các bạn ơi. Và bây giờ cuộc hành trình đi tìm cua của hai bạn ấy tiếp tục bắt đầu nha. Đi thôi. Các bạn ơi, Ngọc Ruby đã tìm thấy chỗ nào có cua rồi kìa các bạn kìa. Các bạn ơi, Ngọc Ruby đã tìm thấy một chú cua nữa. Chú cua này đang bò ở gốc cây này các bạn ạ. Bây giờ Ngọc Ruby sẽ bắn một cái chú nha. Chú đã ngấp ngoái rồi. Thanh Băng có bắn được không? Bắn có. Thanh Băng sẽ bắn một chú cua này nữa nha. Đấy, con bỏ bớt đạn ra cái xe kia. Làm sao con phải cầm nhiều thế nhỉ? Đấy, con chỉ lấy một viên đạn để bắn thôi. Bắn cho chú cua chú yếu đi để rồi bắt lên xe và trở về nhá. Bắt đi. À đây. Con cầm lên bắt. Không, để tí nữa chị Thanh Băng bắn chú cua cho chú yếu đã nhá. Được rồi, yếu rồi. Bây giờ bạn nào bắt nhỉ? Ngọc Ruby. Bây giờ cho Ngọc Ruby bắt nữa nha. Đây, con để vào xe này để trở về. Để xe và trở về con nhá. Đấy. Con để thẳng mà. Để thẳng con cua, con đừng cho lên trên nào, nó cắt đấy nha. Nào, chúng ta sẽ chở những chú cua này về nhà thôi. Chú cua đổ luôn. Ngọc Ruby, hãy bắt chú cua lên nào. Cẩn thận nha, cẩn thận nha, cẩn thận chú cua nha. Được rồi, bây giờ Thanh Băng và Ngọc Ruby sẽ chở chú cua này về nhà các bạn ạ. Chở chú cua về nhà để cho chú ấy vào trong phao khổng lồ nha. Cho Ngọc Ruby bắt. Nào, tiếp tục bây giờ đi tìm tiếp nha. Ngọc Ruby vẫn đang đi tìm, không biết ở đâu có cua. Sao Ngọc Ruby ơi, Thanh Băng ơi, hình như mẹ nhìn ở gốc cây này thì phải này. Chú cua, Thanh Băng và Ngọc Ruby thấy chú cua này to hơn cho nên là đã ra đây để bắn chú cua này. Đã yếu đi rồi. Được rồi, Thanh Băng và Ngọc Ruby để ra đây, để lên xe nào. Đã yếu đi mất rồi. Rồi, hai bạn ấy bắt được chú cua lên xe rồi các bạn ạ. Bây giờ Thanh Băng và Ngọc Ruby sẽ trở về phao nhá. Không cần nữa, chắc chú cua này bị hai phát súng của Ngọc Ruby và Thanh Băng cho nên là đã mệt nửa người và ngất xỉu rồi. Ngất xỉu đi rồi các bạn ạ. Ngọc Ruby cầm cẩn thận nhá. Nó vẫn chuyển động, ngất xỉu đâu. Nó vẫn chuyển động hả? Chỉ là nó hơi nhẹ một chút bởi vì đã bắn rồi.
Đúng rồi. Rồi bây giờ đi tìm tiếp nha. Cuộc hành trình bắt đầu tiếp theo. Cuộc hành trình đi tìm cua lại tiếp tục thôi các bạn ơi. Và wow, cua sống rất là nhiều luôn. Quá. Thanh Đăng ơi. Thanh Đăng ơi, Ngọc Thu Thủy đã tìm thấy rồi. Wow, Thanh Đăng. Này, con cua lẻo gì đấy? Ngọc Thu Thủy đã bắn nó một phát rồi. Thế Ngọc Thu Thủy đã bắn nó chưa? Con bắn 2 phát rồi. À, Ngọc Thu Thủy bắn 2 phát và bạn ấy đã yếu rồi. Con này đã yếu rồi, bây giờ Thanh Băng sẽ chở về phao để thả vào nhá. Đến phao rồi, bây giờ Ngọc Thu Thủy và Thanh Băng sẽ thả nó vào trong phao các bạn nhé. Wow, cẩn thận đấy. Được rồi. Tiếp tục cuộc hành trình, Thanh Băng đi theo chị Băng nhá. Quên, Ngọc Thu Thủy đi theo chị Băng nhá. Đi xem tìm cua ở đâu ấy nhỉ? Cua đã hết chưa? Ở đâu ấy nhỉ? Con cũng nghĩ là vẫn còn. Chúng ta cùng bạn này tìm đi. Nào, hai bạn hãy làm chú nào bắn. Chiu. Rồi, Thanh Băng bắn nào. Chiu. Thế là chú cua này đã bị ngất xỉu các bạn ạ. Và bây giờ Thanh Băng sẽ bắt chú cua này lên xe để trở về nhà các bạn ơi. Chú cua đã bị hạ gục và cho lên xe rồi các bạn ạ. Rồi, bây giờ lại chở cua về thôi. Cẩn thận nha. Rồi, bây giờ hai bạn ấy bắt đầu chở cua về nhà. Chở cua về nhà để làm thịt ăn thôi. Ngọc Thu Thủy đang cho chú cua này vào trong. Cẩn thận nha, chú cua chú đang bám đấy nha. Cẩn thận chú vào tay. Vào tay là chú ấy đấy. Được rồi. Tiếp tục Thanh Băng và Ngọc Thu Thủy lại đi tìm cua thôi. Đấy là bây giờ Ngọc Thu Thủy và Thanh Băng đã truy lùng được 5 chú cua rồi các bạn ạ. 5 chú cua đang nằm trong phao này. Bây giờ Ngọc Thu Thủy và Thanh Băng tiếp tục đi truy tìm. Ngọc Thu Thủy ơi, chị Thanh Băng tìm đi cua ở đây này. Hai bạn đã dùng súng để bắn chú chim, bắn một phát nữa để thấy nó chưa ngất xỉu. Rồi, Ngọc Thu Thủy, Thanh Băng bắn một phát nữa nào. Và các bé nhớ khi chơi súng các bé cẩn thận không là sẽ bắn vào người đau nhá. Thế là Ngọc Thu Thủy đã bắn 3 phát chú cua ngất xỉu luôn. Còn Thanh Băng thì đã bắn 1 phiên đạn nữa cho nên là chú cua cũng ngất xỉu luôn rồi các bạn ạ. Bây giờ thành Ngọc Thu Thủy, Ngọc Thu Thủy cẩn thận nó cắt nhá. Ngọc Thu Thủy cẩn thận nó cắt nhá. Ngọc Thu Thủy rất là mạnh dạn các bạn ạ, đã bắt được chú cua rồi. Chị Băng còn bắn thêm một phát nữa để cho con cua ngất luôn. Ngọc Thu Thủy ơi, chú cua lại chuyển đậu xuống rồi. Chú lăn đùng ngã ngửa ra rồi, cẩn thận. Con đừng cầm thế là nó cắt đấy. Đấy, đúng rồi, con phải để nó lật nó úp xuống. Lật con cua nó úp xuống. Được rồi, bây giờ Thanh Băng và Ngọc Thu Thủy khi chơi với những chú cua này cũng rất phải phải chú ý vào, không là chú cua đó cắp là rất là đau đấy. Bây giờ Ngọc Thu Thủy sẽ giữ cho Thanh Băng trở về nha. Hai bạn phải đi giữ chú cua này về. Rồi, đã về tới phao rồi. Các bạn ơi, thế là cuộc săn lùng của Thanh Băng và Ngọc Thu Thủy đã kết thúc rồi. Bây giờ Thanh Băng có thể đếm cho các bạn xem là Thanh Băng có tất cả bao nhiêu con cua không? À, Ngọc Thu Thủy đếm cho các bạn nha. Ngọc Thu Thủy thử đếm nào. 1, 2, 3, 4. 4 con rồi. 5, 6. Đúng rồi, 6 chú cua luôn các bạn ạ. Và thả vào phao. Thế bây giờ hai bạn sẽ dùng súng này để bắn những chú cua này vào phao cho nhá. Trước khi cho những chú cua này vào nồi thì Ngọc Thu Thủy và Thanh Băng đã dùng những chiếc súng này để bắn chơi các bạn ạ. Rất là vui luôn. Thanh Băng đang bắn những chú cua đấy các bạn ạ. Ngọc Thu Thủy đang bắn này. Hãy subscribe.
chơi cẩn thận không là ướt áo con nha. À, bắn vào những chú cua chưa? Những chú cua cua đang chuẩn bị ngất xỉu rồi. Ngọc Ruby bắn tung cả nước lên các bạn ạ. Nào Ruby chơi cẩn thận ướt áo con nha. Chắc cái đấy chỉ nắp được 2 viên thôi con ạ. Có nắp được nhiều không? Nắp được nhiều à, nắp được hết chỗ này. Thế hả? Thế nắp vào xong bắn một lượt à? À, rất là thú vị. Bắn thì phải Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem Thanh Măng bắn những viên đạn này ra nha. Rồi, Ruby chơi cẩn thận những chú cua chuối cắt nha. Rồi, bây giờ chị Băng sẽ bắn cho các bạn xem nào. Rồi, bắn nào. Bây giờ con sẽ bắn nha. Nào, 1, 2, 3, 4, 5. À, giỏi quá. Thế rồi, và video của chị đến đây cũng là kết thúc rồi. Nếu như các bạn thấy video của chị hay thì hãy nhớ bấm like, đăng ký thành viên và chia sẻ video của chị cho mọi người cùng xem nhé. Cuối cùng chị xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video lần sau. Thanh Măng chào các bạn đi.